Dạ, sa thủ kính cảm ơn Xích Trần Đạo. Nam Mô Bụt Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Pháp ơi. Alo, tâm pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Trả bài. Rồi, mời tâm pháp nghe. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn, con thành kính đảnh lễ Sư Tệ Nhẫn, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con nghe kính tri ân cô Đàn Đồng đã cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 189. Nê tăng khô xá răng năng khê măng. Nê tăng xá răng nam mút tá măng. Nê tăng xá răng ná ma. Gamma Sambadukha Pamuchati. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đeo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nề tăng khô xa ra ra mang khe nên mang nê tăng xa ra na mô ta mang nê tăng xa ra na ma gam ma sa pa du kha pa mô cha ti là nơi nương tựa cho hàng trí nhân chẳng đâu thoát khỏi mê trần chẳng đâu ẩn chốn dấu chân khổ hình của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính trang đầu tràng, kính trang Xích Nhật Quỳnh. Nghe Xích kêu mà chưa kịp để đi lấy cái mắt kiến luôn. Giờ này cái mắt của tâm pháp nó nhìn gần nó bị mờ, nhìn nó không có rõ, phải có mắt kính nhìn mới được. Dạ, cần kính gửi mình đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ kính cảm ơn tâm pháp. Vào đạo tràng là Nhật Quỳnh níu áo rồi. Dạ, dạ cảm ơn Thích Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 189. Dạ, cảm ơn Vinh cho Nhật Quỳnh bài học. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nê tăng khô sá ra năng khê măng. Nê tăng sá ra mút ta măng. Nê tăng sá ra na ma gam ma sát ba đút kha ba mút cha tí. Nê tăng khô sá ra năng khê măng. Nê tăng sá ra na mút ta măng. Nê tăng sá ra na ma gam ma sát ba đút kha ba mút cha tí. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng.
Nề tăng khơ xa ra nắng khê măng, nề tăng xa ra là một ta măng, nề tăng xa ra là mã găm, ma rút kha mà một gia ti. Nề tăng khơ xa ra nắng khê măng, nề tăng xa ra là một ta măng, để tặng xa ra nằm ma găm ma giáp ba đốt kha và một cha ti. Ấy đâu phải chỗ an toàn là nơi nương tựa cho hàng trĩ nhân, chẳng đâu nghe trần, chẳng đâu ẩn trốn dấu chân khổ hết mình và bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ con cung thỉnh đại đức pháp tính một chút xíu, con có thể gọi điện được cho sư thì cho con một tín hiệu. Con đáng lẽ con không nói trên đạo tràng, nhưng mà tại vì cô Khê Ma nhờ con 2 ngày nay rồi mà con không có gọi được cho sư, nên nếu bữa nay sư đã vào đạo tràng rồi, một chút sư có thể BM cho cô Tâm Như nếu sư nhận được cái số tiền 100 với cái tên là Nguyễn Ngọc Trinh đó bà sư, là của cô Tâm Như gửi về cúng dường dường đến với sư trưởng đó. Dạ vậy sư có gì sư nhắn lại dùm với cho Tâm Như. Dạ con đáng lẽ con không nói trên room, nhưng mà tại 2 ngày rồi nên con không gọi được cho sư, nên con đành chịu. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi quan hỷ chuyên phong ông ba pháp quốc kinh số 189. Nhật Bình kính cảm ơn tâm pháp xích trần đạo cô em xích rặng đông minh quách thanh á đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ giờ đã được sớm hơn mấy phút để chúng con học bài pháp quốc kinh số 190, con thấy cũng hết bàn tay rồi. Dạ con kính mời Nhật Quỳnh, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Dạ kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ Nhật Quỳnh nãy giờ không thấy, dạ xin lỗi anh chị. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả 4.000 như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mộng đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân thang, thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều rận như, được nếm hương vị hầu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bụt Tha. Dạ và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh
Đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số 190. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Trích Trạng Đông cô em mình đã cho bài học. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. À. Dạ, sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư. Dạ, sa thủ lành thai kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Pháp Tính, Đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 190. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng, việc dịch văn xuôi, duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Câu kệ này gồm có đoạn. Đoạn thứ nhất: Vô cha bút thành cha tham manh cha. Vô cha bút thành cha tham manh cha. Đoạn thứ hai: Sang khanh cha sara năng gạt tồ. Sang khanh cha sara năng gạt tô. Đoạn thứ ba: Chất ta ri ariya sách cha ni. Chất ta ri ariya sách cha ni. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Sammappanyaya passati. Sammappanyaya passati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có bốn chữ, bốn từ. Từ đầu tiên, vô, có nghĩa là người nào, là ai, ai, người nào. Từ thứ hai, chá, đây là một liên từ, có nghĩa là và. Và chúng ta thấy hai từ tiếp theo ở sau đó, nó cũng có chữ chá nữa, thì chữ chá này đều có nghĩa là và hết. Bút thanh chá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra là bút thăng cộng với là chá. À, bút thăng là bút thá. Dịch nghĩa âm đó là Phật. Mà dịch nghĩa Việt đó là sự giác ngộ. Từ cuối cùng thăm manh chá, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra thăm măng cộng với là chá. Thì thăm măng mình dịch là pháp. À, chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, sang khanh chá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra sang khăn cộng với là chá. À, sang khăn dịch là tăng. Từ tiếp theo, sara năng. Sara năng là sự nương nhờ, nương tựa. À, nếu mà mình dịch quy y đó thì nó phải là dịch nguyên cả một cụm từ sara năng gato, thì lúc đó mình dịch là quy y. À, quy y này là mình lấy theo cái từ
của Phật giáo phát triển, hay mình sử dụng là cái từ ngữ của họ. Saranang gato thì mới là quy y, còn nếu saranang không đó là sự nương nhờ, nương tựa. Gato là động từ quá khứ của gacchati. Gacchati là đi đến, thì gato là đã đi đến. Chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn này gồm có hai từ. Từ đầu tiên chấp ta rí là số 4, số 4. Ariya sacca ni là ariya sacca, mà chia theo số nhiều thành ra nó có cái hình thức là ani. Ariya sacca, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra ariya cộng với là sacca. Nhưng mà nếu chúng ta dịch chung thì cũng được. Dịch chung thì chúng ta dịch là thánh đế hay là diệu đế. Ariya có nghĩa là thánh thiện. Thánh. Rồi người ta cũng dịch là diệu. Sách chá là sự thật, là tiếng Việt, mà đế là tiếng Hán. Ariya sách chá là thánh đế hay là diệu đế. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên sammapanya giá, nếu mà phải tách đó, thì chúng ta sẽ tách ra là samma cộng với là panya. Đây là chia theo cấp thứ ba, thành ra nó có cái hình thức là a giá. Samma là đúng đắn chân chánh, panya là trí tuệ, sammapanya là trí tuệ đúng đắn, trí tuệ chân chánh. Pasati đây là động từ, có nghĩa là thấy. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau qua dịch văn xuôi nè. Thì chúng tôi thấy Đại Đức Đức Hiền đó đã dịch văn xuôi của cái câu này rất là hay rồi. Thành ra chúng tôi xin được đọc cái bản dịch của Đại Đức Đức Hiền để bà con chúng ta nghe. Người nào đã đi đến nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng thì thấy được bốn chân lý cao thượng bằng trí tuệ chân chánh. Nếu quý vị không có muốn sử dụng cái từ bốn chân lý cao thượng đó, thì mình đối lại thành là tứ đế hay là tứ thánh đế hay là tứ diệu đế. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 190. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần này. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang aphivadhemi.
Sua kha tu phakavata tham mu tham mang namasami. Supatipanno phakavato savaka sangho sangkang namami. Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 190. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 188 cho đến 192, tổng cộng có 5 câu. 88, 89, 90, 91, 92. Dạ, 5 câu. 5 câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến vị quốc sư của vua Pasenadi tên là Ác Ghi Đắc Tá. Tương truyền rằng quốc sư Ác Ghi Đắc Tá của vua Makusala, tức là vua của vua Pasenadi, thì của vua Mahakosala, tức là cha của vua Pasenadi. Thì khi vua Mahakosala băng hà thì ngai vàng nó được trao cho đức vua Pasenadi Kosala. Vua Pasenadi đó mới suy nghĩ Ác Ghi Đắc Tá đó là quốc sư của phụ vương. Do vậy đó, vua Pasenadi vẫn ban cái địa vị cũ đó, đó cho Ác Ghi Đắc Tá. Và mỗi khi mà quốc sư Ác Ghi Đắc Tá đi đến đó, thì vua thường đứng dậy nghênh tiếp hết sức đó là trọng thể, cung kính. Vua xem cái vị quốc sư này đó là ngang hàng với mình và rất là coi trọng. Cho nên mỗi khi mà vị quốc sư này đi đến đó, thì vua đứng lên lễ phép thưa hỏi rồi mới mời vào chỗ ngồi. Thì lúc bấy giờ đó cái vị quốc sư này mới suy nghĩ đó, đức vua này rất là tôn trọng, rất là kính trọng ta. Nhưng mà gần vua đó thì giống như gần hổ vậy đó. Khi vui vẻ cung kính như thế này, mà khi buồn bực lên đó thì không biết như thế nào. Rồi vua đó, vị vua này đã còn trẻ quá. Cho nên đó là không biết cái hậu quả sẽ như thế nào xảy đến cho ta. Ta nay cũng đã già rồi, thì thành ra thôi đi tu đi cho an lạc. Vua nghĩ vậy đó, cái bắt đầu vua mới đi đến xin lỗi quốc sư, vị quốc sư này nó nghĩ vậy đó, mới đi đến xin vua để đi xuất gia. Nhưng mà vua đó cũng ngăn cản nhiều lần.
Ngăn cản nhiều lần rồi bắt đầu đó là ngăn cản không được, thành ra đó là vua mới đồng ý. Thì ông quốc sư này đó, ông mới đem của cải tài sản vật chất của mình ra bố thí hết, ra chia chác cho con cái hết rồi đi tu. Thì khi đi tu đó bắt đầu có nhiều tùy tùng đi theo, rồi có người, nhiều người đi theo. Thì vị quốc sư này đó xem như trở thành một vị đạo sư với một cái quần chúng đông đông đảo. Thì vị quốc sư này bây giờ đó là đã trở thành một một tu sĩ rồi, một đạo sư cho người ta rồi. Cho nên đó là vị tu sĩ, vị đạo sư này đó dạy cho đồ đệ của mình đó là: này các con, là người nào mà khi có dục tâm, sân tâm, hải tâm sinh khởi đó, thì người đó đó nên đến bờ sông rồi múc một nắm cát đem đổ đổ ngay tại chỗ này. Xin thưa quý vị, một thời gian sau đó thì cái đống cát đó nó cao lên. Dạ, nó cao lên. Thì đối với phàm phu mà thành ra đó là không có ai mà không có gửi khởi hoặc là tầm, hoặc là sân tầm, hoặc là hại tầm cả. Do vậy mà cái đống cát đó nó sẽ càng ngày càng cao thôi. Cho đến như mãi cho đến như là Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác đó, tu hạnh thì may ra mới không có dục tầm, sân tầm, hai tầm. Chứ còn mà cứ hễ còn là phàm thì không tầm này thì cũng là tầm kia khởi lên. Và một thời gian sau có đống cát nó to lên thì có Long Vương đến đó đó trú. Bắt đầu đó là hội chúng của ông Ác Cái Đáp Tá này càng ngày càng đông. Thì bây giờ đó ông mới dạy đệ tử của mình đó là: này các người hãy nương vào rừng, hãy nương vào núi nè, chùa miếu nè, đền vắng nè, cội cây để được thanh tịnh. Để được thanh tịnh. Và khi mà các ngươi làm như vậy đó thì các ngươi sẽ được chấm dứt khổ đau. Chấm dứt khổ đau. Ông ta dạy cho đệ tử của mình như vậy. Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang ngụ tại Chê Tô Vân Á ở thành Quốc Thi đó. Vào buổi sáng ngài thường xuyên dùng Phật nhãn của mình để quan sát thế gian, xem chúng sinh nào hữu duyên để mà tế độ. Thì bây giờ cái hình ảnh của ông đạo sĩ Ác Cái Đáp Tá này lọt vào trong võng mạc của ngài. Võng mạc của ngài. Thì lúc đó đó ngài mới gọi tôn giả Múc Ca Lan Na đến để dạy: này Múc Ca Lan Na, ông hãy đến tế độ, hay là hãy đến ban lời giáo giới cho đạo sĩ Ác Cái Đáp Tá cùng với hội chúng của ông ta đi. Lúc đó đó tôn giả Ananda đó mới bạch lại Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, nhóm đại chúng đó đông lắm, một mình con nó không thể nào chinh phục được đâu. Nếu mà ngài cùng đi đến đó đó thì cái việc chinh phục, việc tế độ đó sẽ dễ dàng hơn. Ê, Đức Thế Tôn ngài mới nói: này Múc Ca Lan Na, Như Lai sẽ đi vậy, nhưng mà ngươi hãy đến đó trước đi. Ê, tôn giả Ananda, tôn giả Múc Ca Lan Na mới suy nghĩ đó, cái hội chúng mình tâm thiệt rồi, họ có nhiều sức mạnh. Nếu như đó mà mình nói cái lời chi đó, đó mà nghịch ý họ đó, thì họ có thể binh vật lẫn nhau và mình sẽ dùng thần thông để mà chinh phục họ. Nghĩ vậy xong đó bắt đầu
tôn giả mới đi đến cái trú xứ của ông đạo sĩ Akhidatta này, nói rằng: này ông Akhidatta, thì lúc bấy giờ đó nghe hỏi thì ông Akhidatta này mới hỏi là ai đó. Đại loại cái câu chuyện này đó là quý vị cũng đã nghe qua hai lần rồi. Quý vị đã nghe xong cái câu chuyện này hai lần rồi. Thì ít nhiều gì quý vị cũng đã nhớ cái diễn tiến của cái câu chuyện này. Chúng tôi kể đến đây xong, giờ chúng tôi mới xin được kể tắt qua. Tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng thần thông rồi thi thố với cái con Long Vương, con rồng ở trong cái ụ cát đó rất là nhiều lần, và khiến cho đạo sĩ Akhidatta cùng với nhóm các cái du sĩ tán thán, và xem như đó là gần như đó thần phục, gần như thần phục. Họ tán thán ngài rất là nhiều, và lúc bấy giờ đó Đức Thế Tôn ngài đi đến, thì các cái du sĩ đó không biết đó là tôn giả Mục Kiền Liên là có đại quan lực đại thần lực hơn, hay là Đức Thế Tôn có đại quan lực đại thần lực hơn. Thì để dập tắt đi cái sự nghi ngờ phân vân đó, thì tôn giả Mục Kiền Liên đã đứng lên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đảnh lễ Đức Thế Tôn và xác nhận đây là thầy của mình. Đây là thầy của mình. Thì ngay khi đó, Đức Thế Tôn ngài mới ngồi trên cái đống cát đó, bắt đầu là các cái du sĩ đó chắp tay đảnh lễ và xưng tụng: thần lực của vị nữ đó còn cao siêu vậy đó, nói chi đến thần lực của vị thầy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho du sĩ Akhidatta cùng với cái du sĩ đồ chúng: này Akhidatta, ngươi đã giáo huấn các tín đồ của ngươi đó như thế nào? Thì ông Akhidatta này mới trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, con đã giáo giới đại chúng tùy tùng như vậy: các ngươi hãy nương tựa vào rừng núi, đền miếu, vân vân. Vì rằng các ngươi nương tựa vào đó sẽ được thanh tịnh, sẽ được chấm dứt sự khổ đau. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới dạy ngài nói: này Akhidatta, người nào đi đến các chỗ như núi rừng đền miếu vân vân, nương tựa vào những nơi ấy đó thì không thể thoát khổ được. Còn người nào nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng sẽ thoát khỏi khổ luân hồi. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt năm câu kệ. Chúng ta đã học xong hai câu kệ đầu rồi, hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ thứ ba, có số thứ tự đó là 190. Đức Thế Tôn ngài thuyết: vô cha bút thanh cha tham manh cha sân thanh cha sa ra năng ga tu chất ta ri a ri ya sa cha ni sam map pan nha ya pa sa. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chữ tăng, ai dùng chánh trí tuệ thấy được bốn thánh đế. Và đồng thời khi nãy quý vị cũng đã nghe chúng tôi đọc cái bản dịch của Đại Đức Đức Hiền. Rồi đồng thời câu kệ này cũng được ngài Hòa Thượng Giới Đức ngài dịch, mà khi nãy chúng tôi thấy hình như là Xích Ái Minh thì phải đã đưa lên rồi, đã đưa lên trên Zoom rồi. Vậy thành ra đó là chúng ta, đây chúng tôi mới thấy đây, xin được đọc cho quý vị nghe.
Quy y Phật Bảo Quang Vinh, quy y Pháp Bảo Cao Minh, cao minh rạng ngời. Quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về. Thấy làm như nó cũng hơi thiếu thiếu làm sao đó, xin thưa quý vị. À không phải, không phải. Dạ, thế có một cái bản dịch khác nữa nè. Quy y Phật Bảo Quang Vinh, quy y Pháp Bảo Cam Minh, cao minh rạng ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về. Chánh trí đau khổ đau mê, chánh trí tứ đế bồ đề tự tâm. À, như vậy là cái câu trên thiếu hai cái đoạn dưới. Như vậy là chúng ta có ba bản Việt dịch để tham khảo. Bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình để diễn giải rộng sâu ý nghĩa của cái câu kệ này, hầu giúp bà con chư Phật tử chúng ta hiểu rõ hơn, hiểu rộng hơn, hiểu sâu hơn, để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống. Lúc đó chúng ta có được thành tựu nhiều hơn từ việc học Pháp, hành Pháp. Ở đây chúng ta hiểu cái từ quy y. Thì khi mà chúng ta hiểu cái từ quy y này đó, chúng ta phải giảng giải. Vì từ quy y này đó là từ tiếng Hán, thành ra đó muốn hiểu qua tiếng Việt chúng ta phải giảng giải cái từ tiếng Hán đó được. Thành ra đó là chúng ta sẽ hiểu theo cái ngôn ngữ Pali đi. Saranang là nơi nương nhờ, nơi nương tựa. Gato hay là Gacchati là đi đến nương nhờ, nương tựa. Đi đến nương nhờ, nương tựa. Thì hai cái đoạn đầu ở trong câu kệ này, Đức Phật ngài dạy vô cha bút thanh cha tham manh cha sang khanh cha Saranang Gato. Là người nào hay ai đã đi đến nương nhờ nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Vậy thì cái chữ nương nhờ, nương tựa ở đây đó là như thế nào? Khi mà chúng ta còn nhỏ đó, xin thưa quý vị, còn nhỏ tức là ăn chưa no, lo chưa tới, tuổi chưa có trưởng thành đó, mình có phải nương nhờ, nương tựa vào nơi cha mẹ hoặc là nơi người bảo hộ không, xin thưa quý vị? Phải. Mình phải nương tựa vào cha mẹ nè, hoặc là người bảo hộ, để được họ chỉ dẫn, để được họ chỉ bày cho mình, để từ đó đó mà mình biết, biết cái cách, mình biết nhiều điều. Mình biết cách ăn nè, mình biết cách nói nè, mình biết cách gói ghém nè, và mình biết cách mở, tức là giải quyết vấn đề. Còn nhỏ đó là mình phải nương nhờ nơi cha mẹ để được chỉ dẫn, chỉ bày, hay là để mình học phương pháp, cách thức để trở thành người khôn lớn, để trở thành người biết chuyện. Nhưng mà xin thưa quý vị, chẳng lẽ mình cứ nhỏ hoài, mình cứ bé hoài, đến một lúc nào đó mình phải là người trưởng thành? Thì khi người trưởng thành rồi, thì lúc đó đó mình không còn nương tựa nơi cha, nơi mẹ, nơi người bảo hộ nữa, mà tự bản thân của mình phải biết xoay sở lấy, tự bản thân của mình phải biết cách ăn, nói, gói, mở. Thì nương tựa, đi đến nương tựa, đi đến nương nhờ, hay là đi đến quy y, hay là quy y Phật.
pháp tăng. Cũng vậy xin thưa quý vị. À, nói rộng hơn tí nữa. Để mình hiểu biết, mình thông hiểu một lĩnh vực, một vấn đề nào đó, là mình cần phải có người chỉ bày cho mình. Như là mình cần phát triển thông thạo lĩnh vực kinh tế, thì mình phải học lý thuyết về kinh tế. Rồi cần có người đó họ thông thạo về kinh tế, họ chỉ bày cho mình. Để đến một lúc nào đó thì mình sẽ trở thành người thông thạo, giỏi về lĩnh vực đó. Thì ở đây cũng vậy. Để mình thông thạo, giỏi giang, thông đạt cái lĩnh vực vấn đề, thoát khỏi mọi khổ đau đó, thì mình cũng phải học hỏi các lý thuyết. Rồi cần có người đó họ chỉ bày cho mình. Thì từ cái chỗ đó đó, thì mình mới thông thạo, mình mới lĩnh hội được, mình mới thẩm thấu được cái vấn đề giải thoát đó. Thì giải thoát khỏi khổ đau đó là do Đức Phật. Đức Phật xuất hiện ra đời ở trên thế gian này nhằm hướng dẫn, dẫn dắt chúng sanh cách thức, phương pháp thực hành để thoát khỏi mọi khổ đau. Thì những cái lời Ngài giải ra là xem như lý thuyết. Rồi để thực hành cụ thể theo căn cơ cá tánh của mỗi người đó, thì cũng cần phải có một cái sự hỗ trợ nữa, hoặc là chính bản thân Đức Phật, hoặc là những người đệ tử của Ngài mà đã thành tựu được cứu cánh của sự giải thoát mọi khổ đau đó, giống như Ngài chỉ bày chỉ dẫn. Như vậy thì mình đi đến nương nhờ nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng này sẽ phân ra làm hai, sẽ phân ra làm hai, giống như khi nãy chúng tôi nói đó, là khi mà mình còn nhỏ chưa trưởng thành đó, thì mình nương nhờ nơi cha mẹ, nhưng mà khi mình trưởng thành rồi đó, thì mình không cần nương nhờ nữa. Thì nương nhờ nơi Phật, nương nhờ nơi pháp, nương nhờ nơi tăng này cũng phân ra làm hai. Đối với hạng phàm phu đó là xem như những người mới chập chững bước đi, cần phải có cái chỗ để nương nhờ, nương tựa, cần phải có người chỉ bày. Thì lúc đó đó mình mới khôn lớn ra được, mình mới trưởng thành được. Thì lúc đó nó mới cần nương nhờ vào Phật bằng xương bằng thịt, học lời dạy của Ngài là lý thuyết, cần nương nhờ vào tăng bằng xương bằng thịt để họ chỉ bày cho mình. Họ chỉ bày cho mình cái cách thức bố thí ra làm sao để cho mình đó đạt được kết quả cao nhất, bố thí ra làm sao đó để cho mình giảm được cái lòng tham. Mình đã học lý thuyết về gìn giữ giới rồi, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng cần phải có họ hỗ trợ để cho mình biết trì giới ra làm sao để cho mình có được cái kết quả mỹ mãn, trì giới ra làm sao để cho mình càng ngày đó càng giảm được đi cái lòng sân hận. Rồi kiềm chế, điều chỉnh hay là tu cái tâm của mình đó, ra làm sao để cho mình đó càng ngày đó để cho mình đó đạt được kết quả mỹ mãn. Tu tập cái tâm nó ra làm sao để cho mình đó càng ngày càng giảm bớt đi cái sự si mê. Còn phàm phu còn chập chững biết đi thì cần nương tựa, cần nương nhờ nơi Phật.
nơi pháp, nơi tăng, để khôn lớn, để tiến bộ, để trưởng thành. À, nhưng mà một khi đã trưởng thành rồi, xin thưa quý vị, trưởng thành rồi thì trưởng thành ở đây là sao? Là trở thành thánh. À, trưởng thành rồi, trở thành thánh rồi thì cứ thế mà đi. Yeah, cứ thế mà phát triển, cứ thế mà tiến bộ. Bậc thánh thấp nhất là Tu Đà Hoàng thì bậc thánh đó không bao giờ trở lại thành phàm được nữa, mà chỉ có tịnh tiến thôi. Thánh sơ quả sẽ tiến lên nhị quả, tiến lên tam quả, tiến lên tứ quả, rồi tiến lên vô sanh, tức là không còn sanh tử. À, thì các bậc thánh này đã xem như là những người đã trưởng thành. À, thì khi mà đã trưởng thành vậy đó, không cần nương tựa vào Phật bằng xương bằng thịt. Và nếu mà chúng tôi nói không có nương tựa vào lý thuyết thì lúc đó là quý vị sẽ phản kích lại liền. À, nhưng mà kỳ thực ra đó, không cần nương tựa vào lý thuyết theo kiểu sách vở nữa, mà lý thuyết bây giờ đã nằm ở trong đầu của họ rồi. Không cần nương tựa vào tăng bằng xương bằng thịt nữa. À, mà nương tựa vào tăng ý nghĩa. Bậc thánh là nương tựa vào Phật ý nghĩa, nương tựa vào Pháp ý nghĩa và nương tựa vào tăng ý nghĩa. Vậy bậc thánh là người đã làm cho sanh khởi lên tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế. À, thì trong tâm siêu thế đó, xin thưa quý vị, đầy đủ cả ba bảo. Đầy đủ cả ba bảo. À, thì khi mà tâm siêu thế đó phát khởi lên thì bây giờ họ nương nhờ, nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, ý nghĩa. Còn đối với phàm đó là còn Phật, Pháp, Tăng theo hình thức. Thì thành ra đó là đối với phàm phu đó, hoặc là bỏ đạo nè, hoặc là chết. À, thì Phật, Pháp, Tăng đó là không còn, mất, phải làm lại từ đầu. Còn đối với bậc thánh đó là dù cho họ có chết đi nữa đó, thì Phật, Pháp, Tăng ở trong họ đó vẫn còn. Và vẫn còn mãi. À, vậy thì ai đã quy y Phật, Pháp, Tăng? Ở đây Ngài dùng cái từ quá khứ gato, saranang gato, tức là người đã quy y. Thì người đã quy y có nghĩa đó là người có Phật, có Pháp, có Tăng. Chứ Phật ở đây mình hiểu là sự giác ngộ. À, thì đó chính là bậc thánh. Bậc thánh. Đó. Thì với bậc thánh thì mới có thể là chatta riya riya sacca ni sammapanya yapasati. Thì thấy tứ thánh đế bằng trí tuệ chân chánh hay bằng trí tuệ đúng đắn. À, chứ còn phàm phu đó, xin thưa quý vị, chưa thấy được tứ thánh đế. À, bởi vì ai mà liễu ngộ được tứ thánh đế thì người đó sẽ chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Cho nên ai mà đã chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả thì người đó đã liễu ngộ được tứ thánh đế. À, như vậy đó thì người đã quy y tam bảo, ở đây mình hiểu đó chính là bậc thánh. À, thì bậc thánh mới thấy được tứ thánh đế bằng trí tuệ chân chánh. À, thì bây giờ mình phàm nè, thành ra mình cần phải học ở chỗ này nè. Làm sao thấy được tứ thánh đế? Làm sao thấy được tứ thánh đế? Khi mà thấy được tứ thánh đế thì là mình trở thành bậc thánh. À, như vậy thì làm sao để trở thành bậc thánh? À, nó đi một cái dây chuyền vậy đó, đi theo một cái công thức vậy.
Ai là muốn thấy được bậc thánh, à, muốn thấy được tứ thánh đế hay là muốn trở thành bậc thánh nè, là mình phải từ bỏ được cái phàm phu tính, à, thì mình mới trở thành được bậc thánh. À, mà bậc thánh mình hiểu là gì? Là người đó hoàn thiện đến mức cao nhất của thân hành, khẩu hành, ý hành. À, thì thành ra đó là mình muốn trở thành bậc thánh đó, thì là mình phải tập sửa, à, hoàn thiện khẩu hành của mình nè, thân hành của mình nè, ý hành của mình nè, đến mức độ đó hoàn hảo, thanh tịnh, trong sạch. À, thì hoàn hảo thanh tịnh trong sạch là như thế nào? Đó là khẩu hành của mình, thân hành của mình, ý hành của mình giảm bớt hoặc là không còn điều khiển bởi tham sân si, à, hay là chi phối bởi phiền não nói chung. À, thì đến lúc nào đó đó mà thân hành, khẩu hành, ý hành của mình không còn bị điều khiển hay là không còn bị tạo đó bởi tham sân si nữa, à, thì lúc đó mình sẽ trở thành thánh, hoặc lúc đó mình thấy được tứ thánh đế. Nên cái câu đầu đó, cái câu đầu pháp cú đó, xin thưa quý vị, ở trong đó Đức Thế Tôn ngài dạy là mano bất băng gamma tham ma mano sita mano maya manasa che pa san nên á, à, ba san nên á, ta sinh tiêu qua cơ rồi tiêu qua ta tu năng xuất khẩm an quê tí cha ya qua, à, cái từ tiếp theo cũng tôi quên là ý dẫn đầu các pháp này, ý làm chủ ý tạo, à, nếu với ý thanh tịnh nói ra hay hành động thì an lạc theo mình, tức là do ý đó, đó thành ra đó mình mới nói, do ý đó thành ra mình mới mới làm. À, thì cái ý đó đó mà không còn sở tham đi chung nữa, tức là cái ý đó đó mà không còn câu hữu câu sanh, à, đi cùng với sở tham, sở sân, sở si, à, thì cái ý đó đó là xem như là thanh tịnh. Và lúc đó, đó thì khẩu hành của mình mới thanh tịnh, mới trong sạch, thân hành của mình mới thanh tịnh, mới trong sạch, mới hoàn hảo, em mới hoàn hảo. À, thì lúc bây giờ mình mới trở thành bậc thánh, lúc đó mình mới thấy được tự thanh đế. Rồi nếu nói cách khác, để thấy được tứ thánh đế, dạ thì buộc lòng đó là mình phải thấy bằng trí tuệ. Nhưng mà xin thưa quý vị, đối với phàm phu cái trí tuệ nó bị che, nó bị ngăn cản. Thì che ngăn cản bởi cái gì? Bởi dục dục cái nè, sân độc cái nè, hôn thủy cái nè, trạo gối cái nè, quan nghi cái. À, thì thành ra mình phải tập trong đời sống của mình đó. À, mình phải tập làm sao đó để mà mình gạn cái đó ra, mình gạn mấy cái cấu quế nó che cái tâm của mình, nó che cái trí tuệ của mình đó, mình gạn mấy cái đó ra, mình gạn tham tha dục dục cái nè. Dục dục cái tức là cái lòng ham muốn của mình đối với dục lạc ngũ trần. À, thì mình gạt gạn cái dính mắc thích thú đắm nhiễm vào trong năm trần cảnh đó ra, à, mình loại nó ra, mình làm giảm nó đi, à, thì lúc đó đó cái bợn nhơ hay là cái mây che đó, đó nó giảm bớt nè. Đến khi nó không còn thì lúc đó đó tâm của mình nó sáng, trí tuệ của mình nó sẽ sáng, thì mình sẽ thấy được tự thanh đế. Sân độc cái này là nó như một cái áng mây che, che mặt trăng. Thì mình tập, à, mình tập gạn cái đám mây che đó ra, thì lúc đó mặt trăng nó sẽ sáng, tức là cái tâm của mình nó sẽ sáng, trí của mình sẽ sáng. Dục dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái,
trạo hối cải, hoài nghi cái, mình gạn những cái bận nhơ, những cái đám mây che này ra. À, thì lúc đó đó là mặt trăng nó sẽ được sáng, tâm mình sẽ được trong sạch thanh tịnh, trí tuệ của mình sẽ được minh mẫn sáng suốt. Ấy vậy thì mình phải tập từ từ xin thưa quý vị, chứ không có đơn thuần, không có đơn giản là mình mong muốn, à, mình nghĩ một cái là được liền. Bởi vô thủy luân hồi cho tới giờ, mãi cho đến này, đến giờ này nè mà mình cũng vẫn cứ còn phạm. Như vậy điều đó có nghĩa là gì? Những cái pháp ngủ ngầm của mình nó còn nhiều lắm, à, còn nhiều lắm. Thành ra đó là mình phải tập đó, tập cho nó giảm từ 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 đi. Để giảm từ 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 đi. À, thì ở trong chú giải thì ta đi giải thích đó là đối với phàm phu đó, để thấy được tứ thánh đế này, à, thì cần phải giảm bớt hay là loại bỏ hay là từ bỏ lợi đắc, danh vọng, cung kính. Cái lợi đắc, danh vọng, cung kính này đó, nó có hai mặt xin thưa gì, có hai mặt. Cái mặt tốt đó, à, là một cái duyên hay là cái điều kiện hỗ trợ đắc lực để mình thành tựu cứu cánh đời sống phạm hạnh. Nhưng cái mặt trái của nó, mặt nguy hiểm, mặt hại của nó đó, là mồi của ma. Và mồi của ma khiến cho mình đã đắm nhiễm vào trong đó, thì từ cái chỗ mình đắm nhiễm vào trong trong đó thì rơi vào cái là dục dục đại. Đó, hoặc là gì? Tham dục tìm miên. Đó mà rơi vào ở trong dục dục cái là tham dục tìm miên gì đi nữa thì cũng bị mây che. Lúc đó mặt trăng không được tỏ rạng. Mà mặt trăng không được tỏ rạng đó, à, thì ví như ra là cái tâm của mình nó không có được trong sạch, trong sáng, thanh tịnh. À, mà không trong, tâm của mình không trong sạch, không trong sáng, không thanh tịnh thì không tài nào thấy được tứ thánh đế. Do thấy được tứ thánh đế. À, như vậy đó thì làm như thế nào đó mình cũng phải từ bỏ đi tham, từ bỏ đi sân, từ bỏ đi si. Thì khi nào đó, à, mà mình có từ bỏ được cái đó, đó thì khi đó mình mới có thể thấy được thắng. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, từ bỏ đôi khi nói chung chung vậy đó, cái thành ra đó là mình cũng khó mà thực hành. À, thì thành ra đó, để từ bỏ được tham thì buộc lòng đó là mình phải làm, mình phải thực hành một cái pháp nào đó, an trú cái tâm của mình vào trong cái pháp đó để mình quên đi. À, từ từ riết tính mất luôn. Cho nên đó là ở trong kinh giải thoát giáo đó, Đức Thế Tôn mới dạy là không làm các việc ác, nên làm các việc lành. Mình không làm các việc ác mà, tức là mình từ bỏ mình xa nó đi. Nhưng nếu như đó mà mình không có làm các việc lành thì một ngày nào đó, đó mình cũng quay lại để thích các cái việc lành. Đã quay lại các thích các cái việc lành. Đó, do đó đó là mình phải tìm một cái việc lành nào đó để mà mình làm. Thì để thấy được tứ thánh đế này, tức có nghĩa đó là mình phải biến tri hay là liễu tri được tứ thánh đế này. Thì biến tri hay là liễu tri tứ thánh đế này ở trong sách Jayamaka nói nữa. Người mà biến tri, à, biến tri hay là liễu tri được tứ thánh đế đó, thì đó là bậc thánh. Vì chỉ có bậc thánh mới biến tri được khổ đế, mới đoạn trừ được tập đế, đoạn trừ được tập đế, mới đang tu tập hoặc là đang là thành tựu được đạo đế, cho thành tựu được đạo đế. Như vậy thì để đạt được đến cái trình độ đó, đó thì mình phải tu tập an trú cái tâm của mình vào trong tứ niệm xứ. Dạ, vào trong tứ niệm xứ. Đó, và trong tứ niệm xứ đó thì có bốn đề tài là thân, thọ, tâm, pháp.
Thì ở trong pháp là có quán, quán về tứ diệu đế hay tứ thành đế. Đó thì mình phải an trú cái tâm của mình vào trong đó. An trú như thế nào? Khổ đế đang sanh với người nào, tập đế đang sanh với người đó, phải chăng? Thì mình phải biết được khổ đế là gì, rồi khổ đế nó đang sanh là như thế nào. Rồi thì lúc đó đó mình mới biết được là bản thân của mình khi đó khổ đế có đang sanh hay là không đang sanh, tập đế có đang sanh hay là không đang sanh, đạo đế có đang sanh hay là không đang sanh. Thì cho đến khi nào đó mà đạo đế đang sanh, đạo đế đang sanh thì khi đó mình mới thành tựu được cái việc tu tu tập, hay là lúc đó đó mình mới thấy được tu thành đế. Còn đến khi nào mà đạo đế chưa đang sanh thì là mình vẫn chưa thấy được tu thành đế. Đó, vậy thì khổ đế đang sanh khi nào, tập đế đang sanh khi nào? Khi nào tâm tham nó đang sanh thì ngay khi đó đó là tập đế đang sanh. Và tập đế đang sanh, và cũng ngay khi đó khổ đế đang sanh. Còn khi nào nữa, một loại tâm khác ngoài tâm tham và đạo quả đang sanh thì ngay khi đó đó là khổ đế đang sanh mà tập đế không có đang sanh. Vậy thì để quán được tứ đế này thì buộc lòng đó mình cũng phải biết danh pháp là gì, sắc pháp là gì, tâm là gì, sở hữu là gì, sắc pháp là gì. Thì có nghĩa đó, nói gọn lại đó là mình phải biết được thực tịnh pháp. Dạ, mà để biết được thực tính pháp này thì xin thưa quý vị, đó chính là lý thuyết đó. Mà lý thuyết này thì mình phải học. Dạ, mình phải học. Mình phải học lý thuyết, mình phải học giáo lý, mình mới biết được thực tính pháp là gì. Từ chỗ mình biết được thực tính pháp rồi, bắt đầu đó mình mới cố gắng siêng năng tu tập đó. Thì trong quá trình siêng năng tu tập đó đó, nếu như đó mà mình là người lợi căn, mình là người có bản lĩnh để mình đó, thì đôi khi không cần thầy họ chỉ bày cho mình, nhưng mà thường thì mình cần phải có thầy chỉ bày. Thì thấy đây đó, nếu mình may mắn sinh ra thời kỳ Đức Phật thì đích thân Đức Phật họ chỉ bày cho mình. Nếu mình không có may mắn sinh ra vào thời kỳ Đức Phật thì mà vẫn còn hiệu lực của giáo pháp thì lúc đó là mình cần đến tăng tiểu tăng. Họ chỉ bày cho mình tu thân quán niệm xứ là như thế này như thế này, tu thọ quán niệm xứ là như thế này như thế này, tu tâm quán niệm xứ là như thế này như thế này, tu pháp quán niệm xứ là như thế này như thế này, khổ đế đang sanh là nó có cái trạng thái dài 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 dài, tập đế đang sanh là nó có cái trạng thái dài dài dài. Ta chỉ bày cho mình vậy đấy, xin thưa quý vị. Thì điều đó có nghĩa rằng là mình nương tựa vào nơi tăng để tăng chỉ bày cho mình cái cách thức tu tập ghi nhận khổ đế tập đế đó nó đang sanh như thế nào. Mình cứ tập tu từ từ vậy đó. Thì tùy theo cái túc duyên của mình, tùy theo ba la mật độ của mình đến đâu, tùy theo cái căn cơ của mình, mình là người tái tục tam nhân hay là nhị nhân gì gì, để mình có thể thấy được tứ thanh đế, tứ diệu đế, hay là mình chỉ tạo nhân tạo duyên để đời sau kiếp khác mình có thể thấy được tứ thanh đế. Đó là toàn bộ cái sự hiểu biết của chúng tôi về cái câu kệ pháp cú số 190 này.
Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 190 tại đây, phước báo phát sanh. Do sự giảng pháp này, xin thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin thành tâm cúng dường phần phước giảng pháp này đến ngài Hòa thượng Giác Chánh, cầu mong ngài sớm thành tựu chí nguyện toàn giác Phật của mình. Xin được chia đều phần phước này đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được tiến hóa ở trong đời sống và tiến bộ ở trong Phật pháp. Xin được hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quả lực, đại thần lực, cầu mong các ngài tùy với phần phước này để được an vui nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin các ngài hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt-tha-dạ. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Mẫn rất là nhiều đã chia sẻ bài học ngày hôm nay cho chúng con học hiểu để hành theo cho được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư và cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu để rơm chúng con trồng đủ phước báo. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dân mít đến sư ạ. Rồi con tu sắp bấm mạng lăng ra khăn tu sắp bê đê, con ta sắp là bụt đá, nó phá quê nè sà nà sà thị phá quân tu tê. Bao quát tu sắp mà mang ở lang ra khăn tu sắp bề đề quát tu sắp anh hàm ma nở phá quê nơi sa đa số thi phong quanh tu tế bao quát tu sắp mà mang ở lang ra khăn tu sắp bề đề quát tu sắp anh thăng kha nở phá quê nơi sa đa số thi phong quanh tu tế tất cả phương hằng con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng ca sự đảnh lễ thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phu ma ni qua a ya ni và an ta li khe ta tha ca tăng đê và ma nu su bu chi tăng bu thang nam ma sa na su wa thi ho du ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phu ma ni qua a ya ni và an ta li khe ta tha ca tăng đê và ma nu su bu chi tăng tham mang nam ma sa na su wa thi ho du ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phu ma ni qua a ya ni và an ta li khe ta tha ca tăng đê và ma nu su bu chi tăng sẵn khăn nam ma sa na su wa thi ho tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân lại thường hay cúng dường cầu xin được Phật sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trọn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới,
và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, Nhất là vua trời Đế Thích cùng Tứ Thiên Vương, tất cả chư thiên cứ Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rùm pháp quốc kinh chuyên đề, nhất là chung quanh chùa Bụ Đức, chùa Bụ Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong pháp quốc kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với sư trưởng ngài Giác Chánh, cầu mong ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này để bổ túc ba la mật quý ngài của ngài sớm thành tựu đạo quả y như ý nguyện của ngài. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng nguyên nhân nibbana sabbat cha yo ho tu. Y đăng nguyên nhân nibbana sabbat cha yo ho tu. Y đăng nguyên nhân nibbana sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quang lâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, đọc kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin mặt ban điều hành rơm pháp cứu kinh chuyên đề thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính để tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm pháp cứu kinh chuyên đề được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Hai Giá, con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Hai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít và chúng con cũng xin phép được khép cửa trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt đạo tràng.